Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 hôm nay, và sau đây là những tin chính có trong bản tin. Kiatisak đang khen Việt Nam một cách chân thành. Trong buổi họp báo trực tiếp với truyền thông, chuyên gia Văn Sĩ Hùng đã có những nhận xét về bóng đá Thái Lan và huấn luyện viên Kiatisak. Phát biểu về những lời có cánh mới đây mà cựu huấn luyện viên Thái Lan Kiatisak dành cho tuyển Việt Nam, chuyên gia Văn Sĩ Hùng cho biết trên Zing: "Tôi muốn nhấn mạnh một điều, chưa bao giờ Thái Lan rơi vào tâm trạng như hiện tại khi đối đầu với Việt Nam. Họ thua chúng ta từ tinh thần, thực lực, cả vị trí tại bảng G cũng như bảng xếp hạng FIFA. Đó là điều tôi tự hào về thầy Park, về các đàn em ở đội tuyển. Giai đoạn mỗi khi nhắc tới Thái Lan là nỗi khiếp sợ đã trôi qua, chúng ta hoàn toàn tự tin về trận đấu." Kiatisak khen Việt Nam mạnh hơn Thái Lan không phải là lời xã giao. Ngoại trừ thành tích đối đầu nhỉnh hơn, Thái Lan không có điểm gì nổi trội Việt Nam. Kiatisak từng hạ thấp bóng đá Việt Nam, còn giờ đây ca ngợi chúng ta. Những chia sẻ này theo tôi là chân thành đến từ Kiatisak. Ngoài ra, cựu danh thủ này cũng có những phân tích sâu sắc về sự khác biệt của thế hệ hiện tại so với lứa cầu thủ trước trong quá khứ mỗi khi đối đầu Thái Lan. Ở trận đấu lượt đi, thầy trò ông Park có thế trận tương đương dù chịu sức ép từ cổ động viên đội bạn. Khi Việt Nam về sân nhà, tâm lý được trút bỏ và hứa hẹn thăng hoa hơn nữa. Trong quá khứ, những lần Việt Nam nhận kỳ vọng nhiều nhất thường gây thất vọng. Thế nhưng theo quan điểm của tôi, vấn đề này được cải thiện đáng kể dưới thời triều đại huấn luyện viên Park. Dù đối thủ mạnh hơn hay yếu hơn, chúng ta luôn giữ được sự bình tĩnh. Đó là điểm sáng giúp Việt Nam thành công ở mọi giải đấu trong 2 năm qua. Sự tập trung chính là điểm khác biệt của thế hệ cầu thủ hiện tại. Trước đây, chúng tôi có thể chơi cực kỳ thăng hoa trong vài trận đấu, nhưng sẽ có thời điểm đánh mất chính mình. Sự tập trung là cộng hưởng của các yếu tố chiến thuật, thể lực và tâm lý. Việt Nam đang làm tốt điều này với sự chỉ đạo của ông Park. Cầu thủ được chuẩn bị rõ ràng và được làm công tác tư tưởng tốt. Dù sao, chúng ta liên tiếp thắng đối thủ với tỷ số 1-0, đó không phải là điều ngẫu nhiên. Huấn luyện viên Park đã tính toán kỹ cho từng trận đấu, phải chơi thế nào và thắng ra sao. Tôi tin những đấu pháp hợp lý nhất đã được đề ra trước Thái Lan. Chúng ta sẽ chơi chắc chắn và thắng Thái Lan với tỷ số tối thiểu. Nếu Việt Nam hòa Thái Lan, kết quả này vẫn tích cực. Thủ môn Kawin tiết lộ bí mật về trọng tài từ chối bàn thắng của Tiến Dũng. Sau 3 tình huống va chạm với Văn Hậu trước khi Tiến Dũng đánh đầu thủng lưới nhưng không được trọng tài Ahmed Ancap công nhận, thủ thành Kawin của Thái Lan đã bị rách mí mắt. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khép lại tỷ số hòa không đều, giống với tỷ số ở trận lượt đi giữa hai đội. Ở trận đấu này, đáng chú ý nhất là những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Ahmed Ancap, trong đó có tình huống không công nhận bàn thắng của hậu vệ Bùi Tiến Dũng ở phút 31. Sau cú đá phạt góc của Quang Hải, Văn Hậu bật cao đánh đầu nhưng không trúng bóng. Anh va chạm với thủ thành Kawin, tạo điều kiện để Tiến Dũng băng lên đánh đầu, tung lưới tuyển Thái Lan nhưng trọng tài không công nhận. Nhiều ý kiến cho rằng đó là pha ghi bàn hợp lệ khi Văn Hậu đã không phạm lỗi với Kawin trước đó. Tuy nhiên, sau đó thủ thành của tuyển Thái Lan đã chứng minh rằng mình đã bị Văn Hậu phạm lỗi khi phải thi đấu với chiếc băng dính ở mí mắt sau pha va chạm đó. Nguyên nhân là do Văn Hậu sau khi đã bật nhảy đã có tác động khiến Kawin không thể chọn điểm rơi của bóng. Pha va chạm này cũng đã khiến thủ thành của Thái Lan bị rách mí mắt, phải nhờ các bác sĩ chăm sóc và sơ cứu tại chỗ mới có thể tiếp tục thi đấu. Hình ảnh Kawin tham gia trận đấu thi đấu với chiếc băng trên mí mắt sau tình huống va chạm với Văn Hậu cũng đủ nói lên sự nguy hiểm giữa tình huống tranh chấp của hai cầu thủ này. Đặc biệt là ở trong vòng 5m50, khu vực bảo vệ thủ môn, nên việc thổi phạt Văn Hậu của trọng tài Ahmed Ancap là hoàn toàn hợp lý. Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng không giấu nổi sự tiếc nuối. Trả lời phóng viên của CM Sport, ông Simeon Pumpamong cho biết, suốt 90 phút, Thái Lan rõ ràng là đội đã chơi hay hơn. Chỉ có điều may mắn đã đứng về phía tuyển Việt Nam trong ngày hôm nay. Điều các cầu thủ cần làm lúc này là tập trung vào các trận đấu quan trọng tiếp theo. Trang thể thao châu Á Fox Sports Asia cho rằng trọng tài Mohamed Ancap có hai quyết định gây tranh cãi ở trận hòa không đều giữa Việt Nam và Thái Lan tối 19 tháng 11. Sau khởi đầu chậm chạp, Thái Lan dần bắt nhịp trận đấu. Từ quả phạt góc của đội khách phút 27, hàng thủ Việt Nam tranh chấp bình thường trong cấm địa. Nhưng trọng tài đột nhiên chỉ tay và chấm phạt đền khi cho rằng Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi. Thì Ratchathon Bumathan đã phạt đền nhưng không thắng được Văn Lâm.
Trọng tài một lần nữa là tâm điểm ít phút sau đó. Ở cầu môn đối diện, Việt Nam tưởng như đã dẫn trước khi trung vệ Bùi Tiến Dũng bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Quang Hải. Nhưng trọng tài ngay lập tức từ chối bàn thắng vì tác động nhỏ và chưa rõ ràng của hậu với thủ môn Kawin Thamsachanan. Thái Lan có vài cơ hội ghi bàn quyết định trong 10 phút cuối, trong đó có những cú sút cận thành. Đầu tiên Đặng Văn Lâm cứu thua thành công, sau đó Văn Hậu trên lăn xả để cản cú đá bồi của Ekanit Banya. Nếu không có Văn Hậu, cú sút của Ekanit đã biến thành bàn thắng. Chơi mở nhà trong trận đấu là cặp đôi được kỳ vọng, Quang Hải và Chanathip Songkrasin. Chanathip có một số pha xử lý hay nhờ vào kỹ thuật cá nhân, nhưng không nổi bật ở tình huống quyết định. Quang Hải cũng vậy khi anh không tạo ra nhiều pha bóng chú ý. Việt Nam có lẽ không khát khao chiến thắng như Thái Lan. Chiến thắng của Malaysia trước Indonesia khiến Thái Lan bị đẩy xuống thứ ba. Thái Lan đang có 8 điểm sau 5 trận, ít hơn Malaysia 1 điểm, còn Việt Nam yên tâm giữ đỉnh bảng với 11 điểm. Duy Mạnh đã có những chia sẻ nhanh sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc, trong đó anh đề cập đến tình huống mà trọng tài Oman từ chối bàn thắng của đội nhà. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chơi chắc chắn trong trận hòa của Việt Nam trước Thái Lan. Anh là một trong số ít các cầu thủ của tuyển Việt Nam trả lời phỏng vấn sau trận. Nói về trận này, trung vệ câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ: "Khi được trao cơ hội, tôi cố gắng tuân thủ chiến thuật đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra, là các cầu thủ phòng ngự, chúng tôi chơi tập trung để hạn chế khả năng của tiền đạo Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam nói chung đã chơi rất tốt, có cơ hội nhưng không tận dụng được, đó thực sự là điều đáng tiếc. Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mang về cho người hâm mộ nước nhà, nhưng hôm nay cả hai đội đều chơi tốt, thi đấu cống hiến, vì vậy tôi có thể tạm hài lòng với kết quả này." Khi được hỏi về bàn thắng của Bùi Tiến Dũng bị từ chối, Duy Mạnh chia sẻ góc nhìn: "Những tình huống cố định như vậy chúng tôi đứng trên sân không thể nào quan sát được. Chúng tôi sẽ xem lại video để xác minh rõ ràng hơn. Còn rất đáng tiếc khi hai lần tuyển Việt Nam làm tung lưới đối phương nhưng trọng tài từ chối vì cho đó là lỗi. Tôi không xác minh được nên chỉ có thể ra về và xem lại video mà thôi." Trong tình huống này, Duy Mạnh có lời phàn nàn với trọng tài người Oman. Anh tiết lộ những gì đã nói: "Tôi nghĩ là Văn Hậu theo rất sát chứ chưa nặng đến mức phải thổi còi, nhưng trọng tài quyết định thổi còi nên cũng không thay đổi được." Trận đấu giữa Việt Nam Thái Lan là lần cuối người hâm mộ được xem anh Đức thi đấu. Với một người thường xuyên gần gũi với cầu thủ 34 tuổi, Duy Mạnh gửi lời nhắn nhủ: "Anh Đức là người anh lớn trong đội, về bóng đá ai cũng muốn cống hiến cả, nhưng anh Đức đã nói lời từ giã tuyển quốc gia. Đây là điều đáng tiếc khi thời gian qua anh giúp đỡ cả về sinh hoạt lẫn chuyên môn. Tuy không thi đấu nữa nhưng sau này anh em vẫn có thể gặp lại, ngồi giao lưu nói chuyện. Thậm chí lớp cầu thủ chúng tôi cũng sẽ nói lời từ giã như anh ấy, đó là điều để lại nhiều tiếc nuối. Tôi muốn gửi lời chúc đến anh, mong anh luôn thành công trong cuộc sống." Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, Duy Mạnh dành lời chúc may mắn đến đội tuyển U22 Việt Nam trong chiến dịch giành vàng SEA Games 30 sắp tới. "SEA Games là giải đấu chất lượng của Đông Nam Á, tôi muốn gửi lời chúc đến ban huấn luyện, anh em cầu thủ và hai anh lớn là Hoàng và Dũng có nhiều sức khỏe, có phong độ tốt nhất, mang về nhiều chiến thắng để giành tấm huy chương vàng mà chúng ta còn thiếu. Một lần nữa tôi xin chúc toàn thể đội U22 gặp nhiều may mắn thành công ở Philippines." Thông tin tiếp theo, báo Hà Lan khen ngợi Văn Hậu sau trận đấu với Thái Lan. Tờ Fin Online, tờ báo thân với Heerenveen đã lên tiếng khen ngợi Văn Hậu sau màn trình diễn trong trận đấu với Thái Lan. Văn Hậu trải qua trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc, cầu thủ này là tội đồ trong tình huống phạm lỗi với Manuel Thombier khiến đội tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền. Anh còn trực tiếp tham gia vào hai tình huống ghi bàn không được công nhận của đội nhà. Cuối trận, Văn Hậu có tình huống lăn xả vô cùng ấn tượng, ngăn không cho Thái Lan ghi bàn. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của hậu vệ 19 tuổi, tờ Fin Online có nhận xét: "Văn Hậu đã góp phần quan trọng giúp tuyển Việt Nam hòa Thái Lan với tỷ số không đều. Dù không thể giành chiến thắng như kỳ vọng, nhưng việc giành một điểm trong trận đấu này hết sức quan trọng với Hậu và các đồng đội." Văn Hậu là người phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền cho Thái Lan, nhưng sau đó Thiraton Bumathan thực hiện không thành công. Những phút sau đó, Thái Lan là đội bóng chơi tốt hơn, nhưng Hậu và các đồng đội đã thi đấu tốt, hạn chế được nhiều sự nguy hiểm của người Thái. Điều đó giúp đội tuyển Việt Nam giữ được một điểm. Họ vẫn dẫn đầu bảng với 11 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm. Sau khi kết thúc loạt tập trung tuyển quốc gia, Văn Hậu tiếp tục ở lại Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games. Anh ấy sẽ chỉ trở lại thi đấu cho Heerenveen vào tháng 12.
vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.